bãi rác tập trung huyện Gio Linh trong giai đoạn 1 quy hoạch và sử dụng trên 5.900 m vuông đất và từ năm 2022 đến nay luôn trong tình trạng quả tải. Mỗi ngày bình quân lượng rác thải dồn về khu vực này dao động từ 45 đến 50 tấn. Trong khi đó, việc xử lý môi trường gần như không được triển khai đúng quy định. Chưa kể mùi hôi phả tản trong không khí và những cột khỏi đen ngòm từ việc đột rác đang phả tản đi khắp nơi điều này đang tác động rất sâu đến cuộc sống của người dân khu vực lân cận. Hiện tại là nước thải ở dưới ấy, chạy về từ đây về, về dưới là lấy môn và cao xa không có hệ thống được chạy không có là là, là 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 hệ thống để mà giữ trữ nước nên nước chạy làm ô nhiễm môi trường quá lớn. À, cho nên dân họp vừa rồi là chiều này đến hai ba lần nặng à, nhiều lần nhưng mà hiện tại là đâu vào đấy huyện Giao Linh trước những bức xúc kéo dài của người dân liên quan đến bãi rác này cũng đã kiến nghị các phương án chi dời xử lý khối lượng rác khổng lồ tại đây. Tuy nhiên đến nay sau 2 năm đề xuất thì vẫn chưa có bất kỳ một phương án nào được triển khai. Rác thì vẫn cứ tập trung về bãi và tình trạng ô nhiễm thì vẫn cứ như vậy, ngày một nghiêm trọng hơn. Thì ở Giao Linh tiến hành đồng thời thứ nhất là vừa đề xuất với cấp trên để xem xét để thực hiện cái việc là di chuyển bài rác hoặc là tiếp tục đầu tư để đào thêm các cái hố rác để xử lý rác tại khu vực này. Cái vấn đề thứ hai đó là chúng tôi đã đầu tư kinh phí cho trung tâm môi trường đô thị. Thứ nhất là bé bờ của cái hai hố rác này cao lên để tránh cái tin tàng như vậy là rác thải ra môi trường. Tuy nhiên cái vấn đề này thì như cả, như chúng ta đã biết hiện nay vẫn không đáp ứng được. Thì với cái điều kiện huyện cho Linh thì như vậy rất khó khăn để đáp ứng. Chính vì vậy mà đề nghị Tịnh, quan tâm để tôi là nghiên cứu có cái lộ trình để tôi là xử lý hoặc là di chuyển bài rác để đảm bảo cái môi trường ở cái địa bàn khu dân cư cũng như là ở huyện Gio Linh nói chung. Chuyện xử lý nguồn rác thải tập trung đối với huyện Gio Linh thực tế là vấn đề hết sức bức xúc và cần kiếp. Bởi lẽ, nó không chỉ liên quan đến vấn đề xử lý rác thải và sự quả thải của các bãi chứa, mà hiện nay nó đang tác động trực tiếp và tiêu cực đến cuộc sống của hàng trăm hộ dân khu vực lân cận